Chào các bác đã quay trở lại với điện máy Ecomart. Như cả nhà có thể nhìn thấy là dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này, thời tiết nắng nóng rất là cao điểm và cái nhu cầu mua điều hòa thì ngày càng tăng cao. Như cả nhà có thể nhìn là bên em xếp điều hòa liên tục để phục vụ ra cho khách rồi. Và ngày hôm nay ngày 30 tháng 4 và ngày mùng 1 tháng 5 tại Ecomart thì đang có chương trình tặng voucher giảm giá đến 500.000 đồng cho tất cả khách hàng khi mua các sản phẩm của điện máy Ecomart nhé. Giảm giá rất là nhiều và cái voucher này rất là hấp dẫn luôn. Thì các bác đang có nhu cầu về mua bất cứ sản phẩm nào, các bác có thể qua Ecomart để tham khảo cũng như trải nghiệm cái chương trình khuyến mại này. Còn các bác nào đang có nhu cầu về các sản phẩm khác thì các bác cứ để lại bình luận nhé. Và đặc biệt là sản phẩm điều hòa đang là sản phẩm được rất là nhiều các bác mong muốn Ecomart cập nhật giá trong đợt này đúng không ạ? Thì ngày hôm nay trong video này Ecomart sẽ cập nhật giá điều hòa cho các bác, đặc biệt là những cái dòng điều hòa của Bana hoặc là Daikin để các bác có thể tham khảo và trải nghiệm nhé. Thì mời các bác cùng vào trong siêu thị với em ạ. Các bác hay hỏi em là Ecomart có nghỉ lễ không thì bên em không nghỉ lễ cả nhà mình nhá. Bên em bán xuyên lễ để phục vụ cho các bác luôn. Đặc biệt là dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này, bên em còn có thêm voucher giảm giá tặng cho các bác trừ đến 500.000 khi mua các sản phẩm điện máy tại siêu thị điện máy Ecomart để các bác có thể tham khảo. Như cả nhà có thể nhìn thấy điều hòa của Ecomart ra liên tục để phục vụ cho khách và cái nhu cầu mua thì ngày càng tăng cao. Đó, cho nên là gì? Cho nên là các bác đang xem video của Ecomart thì cam kết với các bác là hàng chính hãng và giá tốt thì nên các bác có thể thấy là nhiều khách hàng đón mua như vậy đúng không ạ? Thì với sản phẩm điều hòa hiện nay, mẫu điều hòa các bác đang mong muốn cập nhật về giá đó là mẫu điều hòa của Panasonic. Với điều hòa của Panasonic thì các bác có biết rồi ạ, điều hòa Panasonic thì đây sẽ là hàng nhập trực tiếp từ Malaysia với dòng điều hòa có inverter. Còn dòng điều hòa không có inverter thì sẽ là hàng của Indo. Thì tùy thuộc vào cái diện tích phòng mà các bác có thể lựa chọn điều hòa 9.000 hoặc là mẫu điều hòa 12.000, 18.000 hoặc là 24.000. Thì với mẫu đầu tiên điều hòa mà các bác rất là hay hỏi em đó là về dòng điều hòa cao cấp. Mẫu điều hòa cao cấp của Panasonic sẽ có ký hiệu là XU. Thì đây là mẫu ra mắt cho các bác vào năm 2023 và sản xuất liên tục cho tới nay. Thì với dòng điều hòa XU này nó sẽ có những cái cải tiến hơn hẳn so với những điều hòa dòng thường. Thì với điều hòa này về cái thiết kế của nó cũng sẽ thiết kế đẹp hơn. Toàn bộ điều hòa đều sẽ được bo viền bằng lớp mạ chrome như này, như cả nhà có thể nhìn thấy. Thứ hai là đặc điểm nhận dạng của điều hòa dòng cao cấp là nó sẽ có cái kích thước lớn hơn so với kích thước của dòng điều hòa tiêu chuẩn các bác nhá. Và đặc biệt hơn là với mẫu XU12ZKH dòng cao cấp này, bên em đang có thêm một vài các tính năng nổi bật cho các bác. Đầu tiên đó là tính năng kết nối wifi. Thứ hai là tính năng của nó sẽ là nano X thế hệ thứ 3. Với nano X thế hệ thứ 3 thì nó sẽ có thêm những cái cải tiến cho các bác. Đó là gì? Đó là nó sẽ giúp diệt khuẩn khử mùi nhanh hơn cho các bác này. Thứ hai là có cái công nghệ nano X xịn nhất hiện nay của Bana. Và với mẫu XU Bana dòng 12.000, giá đang trừ hết khuyến mại cho các bác chỉ còn về hơn 12 triệu thôi cả nhà mình nhé. Giá rất là tốt để các bác có thể tham khảo và trải nghiệm cho điều hòa này. Với mẫu điều hòa của Panasonic hiện nay thì sẽ bảo hành cho các bác là 1 năm toàn máy và 7 năm cho máy nén. Thì các bác cần tư vấn bất cứ mẫu nào, các bác hãy để lại bình luận cho bên em để bên em hỗ trợ tư vấn để giúp các bác lựa chọn những mẫu điều hòa với giá rất là tốt, kèm theo đó là nhiều các chương trình khuyến mại. Bên cạnh đó thì ngoài mẫu điều hòa của Bana thì cũng rất là nhiều các bác muốn tham khảo về điều hòa của Daikin ấy ạ. Điều hòa của Daikin thì với dòng điều hòa không có inverter hiện nay với công suất 9.000 BTU với model là FTKB25IVMV. Mẫu này thì sẽ là model mới của 2024 và hiện nay mẫu này bên em đang bán cho các bác là 9390 tặng công vật tư lắp đặt. Đặc biệt là trong đợt 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 lần này, các bác mua thì sẽ đều được tặng thêm voucher giảm giá đến 500.000 trừ thẳng trực tiếp vào giá cho các bác, giá rất là tốt cho gia đình nhà mình. Bên cạnh mẫu điều hòa này thì các bác cũng hỏi em là mẫu điều hòa nào giảm thêm cho Daikin. Thì mẫu điều hòa giảm thêm cho Daikin hơn nữa nhân dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 đó là mẫu FTS25XAV1. Đây là mẫu điều hòa dòng cơ. Thì với mẫu điều hòa dòng cơ này nếu như các bác thi thoảng mới bật thì các bác có thể lựa chọn tham khảo, và đặc biệt là mẫu cơ này bên em đang chạy giá có 7790 thôi và bao lắp đặt cho các bác, giá rất là tốt luôn. Với điều hòa của Daikin thì đây sẽ là điều hòa hiện nay đã sản xuất tại Việt Nam cho các bác nhé. Thứ hai là dòng điều hòa của Daikin có công nghệ làm lạnh nhanh này. Bên cạnh đó có thêm đó là công nghệ làm lạnh độc quyền Konda, giúp hơi gió không thổi trực tiếp vào cơ thể của gia đình nhà mình, tránh bị ho cũng như là bị lạnh đột ngột đó. Ngoài ra thì với mẫu điều hòa của Panasonic với mẫu điều hòa của Panasonic thì nhiều bác hay hỏi em về dòng điều hòa của 2 chiều ấy, thì giá của điều hòa 2 chiều hiện nay giá là bao nhiêu?
em sẽ mời các bác cùng cập nhật ạ. Điều hòa hai chiều thì các bác hay hỏi em là có tốt không? Thì với điều hòa của hai chiều nó cực kỳ là tốt, đặc biệt là các bác đã trải qua mùa lạnh vừa rồi. Các bác thấy là với ưu điểm của điều hòa hai chiều thì nó có thêm cả phần sưởi ấm cho các bác nữa. Các bác không cần phải mua máy sưởi, đặc biệt là gia đình có người già hoặc trẻ nhỏ thì rất là tốt. Với mẫu điều hòa hai chiều thì đây sẽ là model ra mắt cho các bác vào 2024. Model là IZ9AKH. IZ9AKH với giá là 12.430.000 tặng công vật tự lắp đặt cho các bác. Đấy là với mẫu 9.000, với mẫu 12.000. Với mẫu 12.000 bên em sẽ bán cho các bác với giá là 18.020 tặng công vật tự lắp. Với mẫu điều hòa 9.000 dòng cao cấp, các bác hay hỏi em dòng 2 chiều cao cấp có không, thì nó sẽ là mạng XZ9ZKH nhé. XZ9ZKH là dòng cao cấp hơn thì thiết kế của nó sẽ dày dặn hơn, đẹp hơn. Nó sẽ thiết kế giống như là cái mẫu XU này, thiết kế giống cái mẫu XU này. Nhưng mà một điều khác biệt thôi là nó chỉ là nó sẽ là dòng 2 chiều. Công nghệ của nó thì sẽ như công nghệ của dòng cao cấp 1 chiều Nano X hệ thứ 3, có Humidity, có thêm Insight Gliding, có Invector kết hợp với công nghệ AI. Và giá của mẫu 9.000 hiện nay bên em đang bán cho các bác với giá là 15.560.000 tặng công vật tư lắp nhé. Và giá của em báo các bác là giá chưa trừ voucher giảm giá đến 500.000. Cho nên các bác nào đang có nhu cầu về mua tivi, mua sản phẩm điều hòa thì các bác hãy chốt nhanh trong khoảng thời gian này. Và bên cạnh sản phẩm điều hòa thì rất nhiều các sản phẩm khác bên em cũng đang đều tặng voucher giảm giá đến 500.000 cho các bác. Thì các bác cần tư vấn bất cứ sản phẩm nào, các bác hãy để lại bình luận cho bên em để bên em hỗ trợ tư vấn nhé.